Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YK Adventure. Thì hôm nay mình sẽ unbox một số sản phẩm mà mình mới được tài trợ, là sẽ có một cái camera chuyên về quay phim và một cái microphone là chuyên về để thu âm lúc quay phim, và cái này là cái lông để mà bỏ vào cái microphone để cho nó lúc các bạn quay ngoài trời á thì sẽ không bị gió ồn và gây cho cái tiếng khó chịu khi mà các bạn xem video đó. Thì hôm nay mình rất là may mắn, mình được unbox cả cái sản phẩm này. Là cái máy này là cái máy chuyên về quay phim của hàng Sony. Nó gọi là CinemaLight, là chuyên để quay phim luôn. Đó, quay phim rất là đẹp. Lúc trước, lúc mà mình mới bắt đầu làm YouTube á, thì mình quay video bằng cái máy là DJI Osmo Pocket. Đó, thì mình cho mọi người xem này. Đây, cái máy nó nhỏ gọn như vậy thôi đó, cho nên người ta mới gọi là pocket, là để trong túi quần đó, rất là tiện luôn. Cái máy này rất là tiện trong cái việc đi chơi, đi du lịch này. Thì bây giờ nó đã ra đời thứ hai, bây giờ nó đã ra đời thứ hai với nhiều nâng cấp. Nhưng mà nếu bạn nào mà muốn mình review lại cái sản phẩm này để cho mọi người muốn bắt đầu một cái YouTube thì mình cũng có thể review cái này cho mọi người xem, để mọi người bắt đầu, mọi người muốn spend nhiều tiền á thì có thể tìm mua những cái máy cũ như thế này để bắt đầu, nó cũng rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem sơ nhá. Đó, nó chỉ có như vậy thôi. Và tại sao cái máy này mình kêu tốt là nó nhỏ gọn, nhưng mà nó có hệ thống á là stabilizer, hệ thống cân bằng á, là khi mà các bạn quay video á, các bạn đi tới đi lui là nó sẽ bị rung. Thì bây giờ mình mở lên cho các bạn xem thử ấy. Đó, thì nó quay ra trước như vậy, thấy chưa? Đó, này, thấy chưa? Là cái máy này nó đỡ rung hơn. Đó, còn nếu mà rung mạnh thì nó vẫn sẽ bị, nhưng mà nó sẽ bị giật lạc hình nhá. Đó, thì sau khi quay cái máy này một thời gian á thì mình có cảm nhận là cái này nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Quay buổi tối á, quay trong tình trạng mà thiếu sáng á là nó không được tốt. Thì thời điểm đấy là nó ra cái máy GoPro Hero 10, là mình có làm một cái video review unbox về cái GoPro đấy lúc nó mới ra. Thì mình có chỉ cho các bạn cách mà mua GoPro thế hệ mới làm sao cho rẻ tiền. Thì cái link video á là mình sẽ để ở trên này, các bạn là chạy ra cái link này thì các bạn có thể click vào để xem. Tới hiện tại bây giờ á, thì vẫn có thể mua được GoPro và những cái phụ kiện, những cái accessory với giá rẻ, thì các bạn nhớ xem video đó nha. Đó, thì sau khi sử dụng GoPro khoảng 9 tháng thì tiếp tục một điều không muốn nữa là mình là phải tiếp tục nâng cấp để nâng cao chất lượng video của mình cho mọi người, những cái khán giả đang xem cái channel YNK Adventure có được những cái góc quay, những cái hình ảnh đẹp nhất. Thì mình bắt buộc mình phải nâng cấp, là một điều mình không muốn. Và hơn nữa, tại vì sao cái GoPro mình mới xài 9 tháng mà mình phải là đổi, không tiếp tục xài nó nữa, thì sắp tới đây sau cái video này mình sẽ làm một cái video về việc review tại vì sao mình không xài GoPro nữa và tại sao các bạn mua GoPro thì nên cân nhắc về cái chuyện mua GoPro và GoPro có thích hợp để quay vlog không. Đó, thì đó là một cái điều mà tương lai mình sẽ làm để cho các bạn xem và biết thêm cái ý kiến của mình về cái GoPro Hero 10 sau 9 tháng sử dụng nhá. Còn hôm nay trọng tâm mình sẽ đập hộp cái máy quay của Sony. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem nhá. Đây, còn nguyên siêu này, thấy chưa? Rất là hồi hộp luôn mọi người ạ. Tại vì
cái dòng cinema line này á là mình nhìn là mình đã ghiền rồi, mà hôm nay được tận tay đập hộp cái máy này. À mà quên, mình cầm cái hộp này á là mình thấy hơi lạ lạ nhá. Mọi người thấy cái size hộp này nó bự không? Mình cho mọi người xem cái máy Sony A9 của mình ngày xưa này. Đó, cái máy này á là nó sẽ to hơn cái máy này rất là nhiều. Đây là cái Sony A9 đời đầu, đời thứ nhất. Thì những cái hộp này nó to hơn hẳn ha. Mà hộp Sony A9 là làm rất là đẹp nhá. Đó, màu mè rồi các thông tin ở sau này này. Còn cái hộp của cái đời máy này là gọi là Sony CinemaLine FX3. Đó, thì dòng này nó làm cái hộp bự mà nói chung về thẩm mỹ ở ngoài thì chưa có. Thì mình không biết ở trong nó sẽ như thế nào, nhưng mà cái hộp á, thì mình cũng không quan trọng lắm. Bây giờ mở ra cho mọi người xem. Đấy, còn ngăn ở giữa này. Ok. Rồi, đầu tiên là một cái sợi dây USB-C nha. Mình để đây. Hai cái sản phẩm này mình sẽ để tạm lên trên này cái đã. Chút nữa mình sẽ mở cho mọi người xem tiếp. Rồi, đây là nguyên một cái giấy hướng dẫn sử dụng, tất cả mọi thứ bảo hành của Sony và giới thiệu những cái sản phẩm, những cái lens accessory. Đó, thì mấy cái này mình xem nhiều rồi cho nên hôm nay sẽ không xem nữa. Rồi, cái này đây, cái này á là lần đầu tiên mình thấy cái này. Mình coi review ở YouTube á, là để các bạn gắn cái microphone vào đây này. Rồi bên này là giống như là có cái hệ thống để điều chỉnh âm lượng, như ví dụ như là cái âm ly vậy á, là điều chỉnh âm lượng cho cái microphone đó. Thì cái này là cái top handle ở trên máy này, chưa? Và cái này á thì mình sẽ không xài trong cái mục đích sử dụng quay vlog, thì mình sẽ không xài cái này tại vì nó rất là cong cành đó. Thì mình sẽ để đây. Tiếp theo, đây là cái cục sạc pin cho máy quay này. Thì cái cục sạc này á là nó sẽ xài chung với cái pin của máy Sony A9 của mình đang xài, cho nên là rất là tốt luôn, mình có thể sử dụng cùng cái pin. Rồi, trong này là có những cái dây nhiều nước khác nhau luôn. Thì đây là cái ổ cắm của Úc, thì mình sẽ lấy ra sẵn luôn. Rồi, bây giờ cái ngăn chính này. Đây, cái ngăn của nó đây mọi người. Rồi, mình mở ngăn chính nha, ngăn bự nhất nha. Đây, máy quay nó sẽ gói vào trong cái bịch này. Thấy chưa? Mình cầm thế này á là mặc dù á, nhìn trên ảnh á thì thấy là nó nhỏ hơn là máy Sony A9 của mình, nhưng mà cầm vào đấy á thì mình thấy nó rất là chắc chắn, mà có vẻ là nó cũng khá nặng nhá. Đó, để đây. Đây, có gì nữa không? Một cục pin. Một cục pin, pin này là pin Z nha, pin bự á, pin bự của Sony á. Đó, pin brand new. Còn cái này là cái mà gắn lên cái hot shoe ở trên đầu máy ảnh. Ok, mình để tạm ra đấy. Rồi, vậy chắc là hết rồi. Đây, để đóng cái hộp lại. Cho cái này vào luôn. Rồi, cho cái hộp này sang một bên nha. Ok, sạc này, dây sạc, pin, cái đồ gắn accessory, USB, rồi cái bộ phận gắn mic cho máy quay. Đây, xưa thì mình không xài cái này, mình muốn giữ cho nó mới. Nếu sau này mà có nâng cấp á, có điều kiện được nâng cấp á, thì những cái này bàn lại là rất là dễ. À, bây giờ á, giây phút quan trọng này, mình mở cái này ra cho mọi người xem nhá. Đây,
Wow, chất lượng đã chưa? Cho mọi người xem kỹ này. Đó, thấy bên hông này, cái chỗ này là có thông gió, là trong này có cái quạt để cho cái máy nó khỏi bị nóng lúc mà các bạn quay mấy cái chế độ nặng như quay 4K mà 120 frame á. Đó, cái máy này đặc biệt là quay được 4K mà 120 frame lận. Quá đỉnh luôn. Thì vì là cái máy này là cái máy quay, cho nên là tất cả mọi nút ấn, tất cả mọi cái function ở trên này là để nghiêng về cho việc quay phim cho thuận tiện dễ dàng. Đó. Ok. Còn cái màn hình này này là các bạn có thể flip ra được như thế này. Đó, nó xinh hơn hẳn cái máy A9 của mình nhá. Đấy, xong rồi lật ra sau như vậy. Đó. Thì khi mà các bạn tự quay á, là cái máy nó sẽ như vậy, là các bạn sẽ thấy được là mình đang quay cái gì. Đấy. Rồi, gặp vào vậy. Cái máy này á, là thay vì những cái máy của Sony khác á, là nó sẽ màu đen, màu chủ đạo. Còn cái máy này là cái màu gray này mọi người. Đó, nhìn nó cũng hay, nhìn cũng lạ. Và trên cái thân máy này này, nó có nhiều cái lỗ. Các bạn biết để làm gì không? Mấy cái lỗ này là để mình gắn mấy cái accessory á. Thì thay vì những cái máy khác là mình phải mua một cái case, một cái khung để mà gắn accessory vào. Còn máy này là chuyên về quay phim rồi, cho nên nó sẽ làm để cho mình gắn accessory cho nó tiền luôn. Đó. Bên này á, là cái chỗ để gắn thẻ nhớ này. Đó. Thì máy này sử dụng hai loại thẻ, một loại là CF Express và một loại là SD. Thì nếu mà các bạn muốn tối ưu hóa cái việc mà quay phim chất lượng cao á, thì phải xài cái thẻ nhanh là cái sẽ thẻ CF. Đó. Ok. Còn bên này á là cổng HDMI này. Đó. Đây là cái cổng gắn microphone và cái cổng gắn headphone tai nghe với là mic nhá. Còn dưới này là có hai cổng USB-C với là cái cổng micro USB. Đó. Rồi. Cầm phiêu cái máy sướng mọi người ạ. Và bây giờ để mở máy thử á, thì cái cục pin này là cục pin mới, cho nên là mình chưa muốn xài. Mình sẽ lấy một cái pin từ máy A9 của mình. Đây. Ta sạc đây bỏ vào luôn. Cái pin này thì được cái là nó bền, cho nên là không biết là một cái viên pin full này thì quay sẽ được trong bao lâu. Rồi bây giờ á, mình sẽ gắn một cái lens vào. Cái lens này của mình á, là cái lens 16-35 GM của Sony luôn. Lens Sony nha. Đó, lens này thì lens để chụp landscape của mình. Đó, thì cái này trước mắt là cái combo tạm thời cho cái máy quay phim này. Và tương lai á, cái combo của cái máy này á, là mình sẽ sử dụng cái lens là 14 1.8 GM, là nó sẽ ngắn và nó sẽ nhẹ hơn cái lens này rất là nhiều. Và lens đó thì lens fix chứ không phải lens zoom như lens này là lens zoom, thì lens đó lens fix, nhưng mà cái khẩu của nó 1.8 thì quay phim và chụp hình rất là đẹp luôn. Đó, thì nếu mà mình đi chơi đi du lịch thì mình chỉ cầm một cái máy này với cái lens 14 1.8 là mình có thể quay phim, hoặc là buổi tối có thể chụp hình Milky Way rất là đỉnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn lens vào. Đây, đây là cái máy sau khi gắn cái lens vào. Đó, tại cái lens này thì nó hơi bự sau về cái máy. Chà. Đó. Hợp lý không? Bây giờ máy này mở lên á thì phải set up. Như cái máy khác á thì cái nút mà mở nguồn thì sẽ ở đây. Còn cái máy này á, nút mở nguồn sẽ ở đây. Đó. Đây, này góc này. Đó, thì khi mở lên là phải setup từ đâu tất cả mọi thứ nha mọi người. Thì á, hiện tại thì setup sẽ rất là lâu. Mình chỉ unbox ra và mở cho mọi người xem cái máy này
nhìn ở ngoài thì nó sẽ như thế nào. Đó, cái phiếu link cầm nó sướng lắm mọi người. Đó, thì mong á là với cái combo này mình sẽ quay cho mọi người xem những cái khung cảnh đẹp ở Úc, đi cắm trại và rất là nhiều thứ nữa trong tương lai. Bây giờ á, tiếp theo mình sẽ đập hộp hai cái món này. Hai cái món này á sẽ đi cùng với cái máy này của mình trong tương lai nhé. Rồi, đầu tiên á là cái microphone để mà thu tiếng cho nó hay hơn, nó không bị ồn khi mà ở ngoài outdoor. Là cái này là micro, loại này là video mic NTG đó. Thì mình review thì mình thấy cái dòng này á là rất là phù hợp để mà quay video luôn. Rồi, bây giờ mở ra cho mọi người xem. Đây, cái mic của nó đây mọi người. Đó, mình để tạm ở đây rồi nha. Trong này là cái dây hướng dẫn sử dụng nè. Còn đây là cái cổng dây sạc của nó này, USB-C nhá. Rồi, cái đây là dây truyền âm thanh này. Đó, thì á, cái bộ này á, là chỉ cho các bạn cái sốp này thôi. Đó, mà mình thì không thích xài cái sốp này. Sốp này là lọc âm thanh nó cũng được tốt. Đó, thì mình sẽ tháo ra cho các bạn coi này. Đó, có cái giá đỡ nhá, để cái này gắn vào trên phía cái camera này như vậy. Ok rồi, bây giờ cái này thì mình có để mà chống ồn thì mình phải đi kèm thêm cái sản phẩm này nữa, là cái này là giống như cái lóng á để trùng vào cả cái mic đó. Đây, thì nó sẽ như vậy. Rồi, bây giờ chỉ việc á là luôn cái bóng này vào trong cái mic là ok. Đó, xong bây giờ mình tháo cái này ra. Để gắn cái mic này vào này. Rồi, thì khi gắn vào á là nó sẽ nhìn như vậy này. Đó, hình tráng chưa? Thì nếu mà có cái mic này á thì mình sẽ không phải đeo cả cái mic wireless ở đây nữa. Đó, thì cái mic này thì lâu lâu nó sẽ bị hết pin, hoặc là nó sẽ bị cá áo quần vào á, nó sẽ bất tiện. Còn cái này nó sẽ đỡ hơn. Bây giờ á, là gắn cái dây mà phát tiếng, truyền tiếng từ cái mic này vào trong cái máy ảnh, máy quay phim. Đó, thì nó sẽ như vậy. Thì đây á, đây là cái combo hiện tại mà mình sẽ xài trong việc mà quay vlog cho mọi người xem nhá. Đó, rồi tương lai á, nếu mà mình có update thêm cái gì cho cái combo này nữa thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người. Đó, thì hôm nay là mình sẽ kết thúc cái video mà unbox ba cái sản phẩm là máy quay, rồi cái microphone và cái đầu lọc để cho khỏi bị ồn cho mọi người cùng xem rồi. Đó, thì nếu mà mọi người xem video này nếu thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình vậy nhá. Nhớ ấn chuông theo dõi nữa. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.